lễ hội truyền thống thì có các chuỗi hoạt động văn hóa và nghệ thể dục thể thao. Chào mừng lễ hội về thể thao gồm có hai hệ thống giải, đó là giải cờ tướng và giải vật dân tộc. Đặc biệt là giải vật dân tộc, sới vật của Thọ An cũng là một sới vật có truyền thống và cũng có danh tiếng trong làng võ vật của huyện An Dương. Thế nhưng đến nay, một vài năm gần đây, phong trào võ vật của Thọ An đã ít nhiều giảm sút. Hiện nay các hàng đô, các nam thanh niên của địa phương, chưa có một nam thanh niên nào của địa phương vào đăng ký. Ban tổ chức tha thiết kêu gọi các nam thanh niên, đặc biệt là nam thanh niên và người của địa phương để xây dựng phong trào cũng như là chào mừng lễ hội của địa phương ta. Chúng ta hãy vào gặp ban tổ chức để đăng ký trong chương trình thi đấu. Sau đây là chương trình thi đấu giải leo giải thiếu niên nhi đồng. Ban tổ chức xin giới thiệu leo số 4, Đô Nguyễn Văn Phú của câu lạc bộ Vọt Hồng Hà với trang phục đai đỏ, gặp Nguyễn Sinh Kiệt của Tân Hội với trang phục đai tím. Điều khiển chính trọng tài ông Phúc Hiếu. Hai đội chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài của đội xe. Vâng, hai đội lưu ý là tâm lý thi đấu là rất quan trọng. Chỉ thấy đối phương xe đài thôi mà mình đã chân đập tay chân thì không thể thi đấu được. Do vậy chúng ta đã vào thi đấu phải quyết tâm cao. Và mặc dù đối phương có thể hiện nghi thức xe đài, diễu võ phương ngoài như thế nào thì với tinh thần thép của ta cũng phải quyết thắng. Thì chí có quyết thì chân mới được được. Hai đội chú ý, các trọng tài chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Những trận thi đấu của vận nữ rất mong quý đại biểu và toàn thể nhân dân cùng thật quyết định, vì đây là những trận thi đấu mang tính chất biểu diễn cho quý vị và các bạn thưởng thức. Còn trong quá trình thi đấu, ban tổ chức sẽ xét nếu như đủ cơ số giải đèo thì ban tổ chức mới đưa ra hệ thống thi đấu trong chương trình các bạn. Thank you.
tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Hai đội thi đấu tiếp tục. Vâng, với sự xuất phát tập trung của Đô Nguyễn Sinh Diện Tân Hồng, với một kỹ thuật bốc đôi hoàn thiện của Nguyễn Văn Phú, câu lạc bộ Quan Họ Đà đang loại Sinh Diện của Tân Hồng ra khỏi đèo số 4. Xin được chúc mừng Đô Nguyễn Văn Phú của câu lạc bộ Quan Họ Đà đã nhận thắng và xin được chia sẻ với Sinh Diện. Sinh Diện có thể gặp ban tổ chức để tiếp tục tham gia thi đấu. Hoàng Ngọc của tỉnh Phú Thọ gặp Huyền Trang của Bắc Ninh.